trần xa nhà. Từng đêm từng đêm phút vui nguyện theo gió nối biết ai yêu hẹn hò. Lòng người hay đắn đo đời đã ban cho bạn đời là tay xuống mến yêu tôi tùy chung đi đánh trần trăm miền biển xa biển xa. Bừng biển nguyện đem bình yên đến quê nhà tôi nguyện mến hỡi em yêu dịu hiền lời thì khi mới quen đừng trong lãng quên cuộc đời tôi đánh chiến nhưng vẫn mong về mến chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác là một bộ karaoke rất là VIP chính hãng của dòng AV Pro các bác nhé. Thì bộ karaoke này đang sử dụng với những chiếc trầm cao cấp nhất của dòng AV Pro và những đôi loa cao cấp nhất dòng CS12 các bác nhé. Được test cũng như là lên đường về cho anh Cao Duy Huệ ở Bà Rịa Vũng Tàu các bác nhé. Ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Có địa chỉ tại phường Long Tân, Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết hơn để các bác cùng quan tâm cũng như là tham khảo một cái cấu hình cao cấp như vậy. Thì với cấu hình này hiện tại thì đang sử dụng con đẩy DX2800, một nâng tiếng PX15 Plus, một chiếc vang cơ lai số, có chức năng USB, cổng quang Bluetooth đầy đủ và có cả điều khiển các bác nhé. Model V678, bộ mic thế hệ mới KM600, hai tai mic để bên trên nữa các bác nhé. Và đôi loa CS12 dòng Bass 30 một kẹt, dòng loa cao cấp nhất hiện tại của AV Pro. Cuối cùng đó là dòng Sub Bass 30 PS12 các bác nhé. Đó, một bộ karaoke rất là chất lượng cho các bác chơi với những căn phòng từ 25 cho đến 40 mét vuông các bạn. Thì đây là tay mic của bộ mic KM600 các bác nhé. Và đây là điều khiển của chiếc vang cơ lai số V678. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang những cái ca khúc nhạc để các bác cùng cảm nhận tiếng nhạc của trọn bộ này các bác nhé. Giải trầm đánh rất là uy lực các bác ạ. Xuân chắn ngoài ven miền,
Vâng, thưa với các bác là rất là chất lượng các bác nhé, kể cả hát cũng như là nghe nhạc. Bây giờ thì em sẽ đi cụ thể một chút, đó là về cách đấu nối. Thì khi các bác mua cũng như là anh Huệ mua thì bên em cũng sẽ tặng kèm tất cả cái dây rắc các bác nhé, tặng kèm dây rắc và ký hiệu rất là cụ thể để các bác về các bác có thể tự mình đấu nối rất là đơn giản và nhanh các bác nhé. Đây ví dụ như là tín hiệu em đang cho từ vang nhé các bác nhé, vang này, nhạc vào. Tiếp theo đó là súng nâng và súng đẩy các bác nhé, em có ghi rất là cụ thể rồi. Đó, cổng nào ra, cổng nào vào, cổng nào là cổng súp, cổng nào là cổng mic, bên em ghi rất là cụ thể. Và ở mặt đằng sau này thì em cũng đang cắm súp đây các bác nhé. Đó. Dây loa thì tất cả đều sử dụng lưu trích thì em có tặng kèm theo, và về chỉ việc cắm và sử dụng thôi. Đây là cái phiếu của công ty các bác nhé. Vâng, em cũng xin được kết thúc video. Rất là cảm ơn anh Cao Duy Huệ ở Bà Rịa Vũng Tàu đã tin tưởng, cũng như là các bác đã tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm bên Micro Audio. Các bác nào mà có nhu cầu về các cái thiết bị hoặc là tư vấn gì thêm hoặc là các thiết bị lẻ thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của bên em 0977 434 361 các bác nhé. Vâng, em cũng xin được chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong một clip gần nhất.